Kính thưa công đoàn phụng vụ, có lẽ không ai trong chúng ta là không thuộc kinh lạy cha, vì đó là lời kinh quý báu mà Chúa Giêsu đã dạy cho con người chúng ta, và cũng là lời kinh mà chúng ta vẫn đọc trên môi miệng mỗi ngày. Và mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta thưa với Thiên Chúa rằng: xin cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cùng tha cho kẻ có nợ chúng con. Lời cầu xin, xin cha tha nợ cho chúng con nghĩa là gì? Nếu chúng ta không phải là xin Thiên Chúa tha cho chúng ta tất cả những tội lỗi, những thiếu sót, những xúc phạm mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa. Đúng như thế, không ai trong chúng ta là vô tội trước mặt Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, tôi cùng anh chị em, đều là những tội nhân đang cần đến lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Vậy nếu chúng ta đã là những tội nhân, thì việc chúng ta phải cầu xin Chúa tha thứ cho những khiếm khuyết của mình là một việc làm chính đáng và một việc làm phải làm luôn luôn. Và thật là hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta được ơn tha thứ. Điều rõ ràng chúng ta thấy đó là một khi con người yếu đuối, lỗi lầm của chúng ta, biết ăn năn sám hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì Ngài không bao giờ từ chối. Cho dù tội của chúng ta phạm xúc phạm đến Ngài có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, thì Thiên Chúa đấng tạo dựng lên chúng ta và cũng là cha của chúng ta, Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài tha thứ hết và Ngài tha thứ mãi mãi. Thiên Chúa của chúng ta là như thế. Tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người, có thể nói không một lời lẽ nào trên trần gian này có thể diễn tả hết được. Còn con người chúng ta thì sao? Có lẽ cũng giống như Thánh Phêrô ngày xưa, chúng ta ngày hôm nay cũng muốn đặt ra câu hỏi với Chúa: lạy Chúa, nếu như người anh em của con cứ xúc phạm con đến nhiều lần, thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có phải đến 7 lần không? Có lẽ Thánh Phêrô và chúng ta ngày hôm nay cũng nghĩ rằng tha thứ đến 7 lần quả là quá nhiều rồi, không thể nào tha thứ hơn được nữa. Thế nhưng thưa anh chị em, câu trả lời của Chúa Giêsu chắc chắn phải làm cho Phao-lô và cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải suy nghĩ. Chúa Giêsu trả lời thế nào? Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần, nhưng là phải tha đến 70 lần 7. Nếu chỉ dừng lại ở những con số thì chúng ta có thể tính toán được 70 lần 7 là bao nhiêu. Nhưng đây không phải là vấn đề ở con số, mà là vấn đề ở ý nghĩa của nó. Thật vậy, Chúa Giêsu đã dùng lối nói anh phải tha đến 70 lần 7 để nói cho chúng ta rằng chúng ta phải tha thứ cho nhau một cách không giới hạn, một cách mãi mãi và tha thứ vô điều kiện. Và điều quan trọng Chúa muốn chúng ta hiểu rằng lý do của việc tha thứ này không hề tài ở chỗ người có lỗi biết ăn năn sám hối, cũng không phải ở chỗ là người tha thứ có lòng quảng đại đạo đức. Nhưng cái lý do thật sự để chúng ta phải tha thứ cho nhau chính là bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ, cho nên đến lượt chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em của mình. Chúng ta hãy thử suy nghĩ mà xem. Chúa là đấng tạo hóa, là Chúa tể muôn loài, là đấng cao cả ngàn trùng. Vì thế, những tội lỗi của con người chúng ta xúc phạm đến Ngài cũng thật là lớn lao. Thế mà Ngài đã không ngần ngại, không do dự và không tính toán để tha thứ hết cho tất cả những thiếu sót tội lỗi của chúng ta. Nếu thế, thì những lỗi phạm của con người chúng ta đối với nhau có là gì mà chúng ta lại e dè, lại tính toán, lại khó khăn trong việc tha thứ cho nhau? Chính dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay đã diễn tả đúng tình yêu tha thứ bao la của Thiên Chúa qua hình ảnh một ông vua đã tha hết món nợ là 10.000 yến vàng cho người đầy tớ khi người đó đã van xin ông chủ. Và đồng thời cũng phát họa một hình ảnh trái ngược, đó là lòng ích kỷ hẹp hòi nhỏ nhen của con người qua hình ảnh của một vị đầy tớ vừa được vị ông vua tha cho 1.000 yến vàng thì lại túm cổ áo của một người anh em của mình chỉ mắc nợ mình có 100 quan tiền để rồi tống ngục và bắt anh ta phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Và kết quả là gì? Vị vua nổi cơn thịnh nộ và trao người đầy tớ ấy cho lính hành hạ,
cho đến khi trả hết nợ cho vua. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã kết luận: Cha Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quá rõ ràng cho chúng ta, nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa tha thứ thì không còn cách nào khác là chúng ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Có một điều thực tế, đó là nói đến sự tha thứ thì rất là dễ. Ai trong chúng ta cũng có thể nói được, và thậm chí còn có thể nói hay nữa là đằng khác. Nhưng khi phải thực hành sự tha thứ, ngay cả tha thứ cho những người gần gũi nhất trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, thì lúc đó chúng ta thấy dường như khó biết bao. Cái tôi của chúng ta lúc bấy giờ dường như đã quá to, quá lớn, nó che lấp đi tất cả những lời Chúa muốn chúng ta phải thực hành. Hoặc nếu chúng ta có tha thứ thì chúng ta dường như cũng tha thứ, không tha thứ tất cả. Chúng ta còn muốn giữ lại một điều gì đó. Chúng ta có tha thứ thì chúng ta cũng tha thứ với điều kiện này, với điều kiện nọ. Ít hay nhiều, chúng ta cũng đều kinh nghiệm rằng nếu một khi con người chúng ta cứ khư khư giữ lấy những lỗi lầm của nhau, không biết tha thứ cho nhau, thì cuộc đời chúng ta sẽ chẳng bao giờ được bình an, sẽ chẳng bao giờ được vui vẻ, được hạnh phúc, mà trái lại chỉ làm cho cuộc đời chúng ta thêm nặng nề thêm. Và đó cũng chính là cái điều khiến cho biết bao gia đình và cho cộng đoàn chúng ta gặp bất nhiều sự bất bình an, gặp nhiều sự đổ vỡ, thiếu hợp nhất. Vậy thì thưa anh chị em, qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa thật bao la đối với con người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại con người mình để thấy con người chúng ta vẫn còn đó biết bao nhiêu thiếu sót lỗi lầm, biết bao nhiêu tội lỗi mà chúng ta đã được Chúa tha thứ. Để rồi một khi chúng ta cảm nghiệm được điều đó, chúng ta cũng biết sống quảng đại, cũng biết tha thứ cho anh chị em của mình. Và đó chính là điều mà Thiên Chúa muốn. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa muốn chúng ta phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi và tha thứ điều kiện. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô đấng chịu đóng đinh trên thập giá là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Để một khi chúng ta ngước nhìn thập giá, chúng ta hãy nhớ rằng tôi cũng cần tha thứ cho anh chị em như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta qua giá máu của Đức Kitô. Amen.